Những lưu ý dành cho bà bầu mang thai ở độ tuổi 35. Nhiều phụ nữ dù đã kết hôn khá lâu nhưng vẫn trì hoãn việc mang thai cho đến khi bước qua độ tuổi 35 hoặc muộn hơn thế nữa. Dù cho bạn hoàn toàn có thể sinh ra một em bé khỏe mạnh, nhưng bên cạnh đó vẫn có một số lưu ý nhất định cho phụ nữ mang thai ở độ tuổi 35 để giúp mẹ tròn con vuông. Hãy cùng tham khảo ngay những lưu ý sau để chuẩn bị thật tốt và sẵn sàng cho quá trình mang thai ở độ tuổi này nhé. Những nguy cơ có thể gặp phải. 1. Suy giảm khả năng sinh sản. Khi độ tuổi tăng cao, khả năng mang thai của bạn sẽ giảm do số lượng cũng như chất lượng của những quả trứng còn lại giảm xuống. Ngoài ra, nam giới cùng độ tuổi cũng sẽ đồng thời gặp phải hiện tượng trên bởi số lượng tinh trùng, khả năng vận động và lượng tinh dịch đều kém dần theo thời gian. Từ đó khiến bạn mất nhiều thời gian cũng như công sức hơn để có thể thụ thai. 2. Nguy cơ phát triển bệnh đái tháo đường. Loại bệnh này chỉ xảy ra khi bạn mang thai và khá phổ biến đối với phụ nữ đang ở độ tuổi 35. Do vậy, bạn nên kiểm soát chặt chẽ lượng đường trong máu thông qua chế độ ăn uống và vận động. Đôi khi, mẹ bầu sẽ cần dùng đến thuốc để hỗ trợ. 3. Cao huyết áp. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy tình trạng cao huyết áp phát triển khá cao cũng như phổ biến ở phụ nữ lớn tuổi. Do vậy, bác sĩ sẽ theo dõi vấn đề này hết sức cẩn thận, đi kèm với đó là việc thường xuyên kiểm tra sự tăng trưởng và phát triển của em bé. Những điều cần lưu ý. 1. Thăm khám định kỳ. Hãy trò chuyện với bác sĩ về sức khỏe tổng thể và tham khảo nên thay đổi lối sống như thế nào để có thể cải thiện cơ hội mang thai cũng như sinh ra em bé khỏe mạnh. Ngoài ra, bạn cũng nên hỏi về cách tăng tỷ lệ thụ thai và các lựa chọn nếu gặp khó khăn trong việc thụ thai. 2. Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh. Khi mang thai, bạn sẽ cần nhiều khoáng chất như axit folic, sắt, vitamin D và những chất dinh dưỡng cần thiết khác. Ngoài ra, hãy duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm trái cây, thịt nạc, rau củ. Việc bổ sung các loại vitamin dành cho phụ nữ mang thai trong một vài tháng trước khi thụ thai cũng sẽ giúp cơ thể có được điều kiện tốt nhất cho quá trình bầu bí về sau. 3. Vận động. Hoạt động thể chất thường xuyên có thể giúp giảm bớt hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khó chịu, tăng mức năng lượng và cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn. Thói quen này cũng sẽ hỗ trợ chuẩn bị cho quá trình chuyển dạ và sinh con bằng cách tăng sức chịu đựng cũng như sức mạnh cơ bắp. 4. Tránh tiếp xúc với các hóa chất. Trong thời gian mang thai, mẹ bầu nên hạn chế tiếp xúc với các loại hóa chất độc hại. Những chất đó bao gồm thuốc lá, thức uống có cồn, những sản phẩm tẩy rửa sàn nhà, sơn dầu, thuốc nhuộm, quần áo, bình ắc quy, bởi chúng đều có nguy cơ gây nguy hại đến thai nhi. 5. Tìm hiểu về xét nghiệm tiền sản để phát hiện nhiễm sắc thể bất thường. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ về việc thực hiện xét nghiệm sàng lọc trước khi sinh. Chẳng hạn xét nghiệm phát hiện lượng ADN tự do nhằm tìm ra những bất thường về nhiễm sắc thể ở thai nhi. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ sẽ có thêm thông tin để cân nhắc và có lựa chọn phù hợp để có một thai kỳ khỏe mạnh.